Bán kẹo vì đam mê. Lại ăn kẹo kéo đi. Ông ngoại ơi, bán cho mỗi đứa tụi con một cây kẹo kéo. Ừ, của các cháu đây. Ngọt mê ly luôn ông ngoại nhỉ. Ừ, nhưng mỗi đứa ăn một cây thôi, không lại xuống răng hết bây giờ. Con chào ông ngoại ạ. À, ông bán cho con ba thanh kẹo kéo ạ. À, ngày xưa ba mê món quà này lắm. Ông bán ở đây lâu chưa ạ? À, còn thấy lũ trẻ ở đây đều gọi ông là ông ngoại cả. Lão bán ở đây cũng lâu rồi đó. Con mang kẹo về dành cho em Bi nữa. Kẹo kéo, vừa dai vừa ngọt đây. Chạy tọt về nhà, xin bà ba xu ra mua kẹo kéo nào. Trời ơi, nắng mưa cứ bất chợt mà ba cứ ra đường bán kẹo, nhỡ ốm thì lại khổ. Thằng Minh mới về đấy à, sao không báo trước cho ba? Con đã bảo ba bao nhiêu lần rồi, nhà mình giờ không thiếu thốn cái gì. Bán kẹo kéo được mấy đồng mà ba phải vất vả thế, người ta nhìn vào rồi lại cười vào mặt con. Ba đi bán cho vui, chứ ở nhà mãi buồn lắm. Mà cũng phải cho bọn trẻ con bây giờ biết kẹo kéo nó thế nào chứ. Những người như ba, sau khi ra đi thì chúng nó biết sao được nữa. Sao bà cố chấp thế nhỉ? Con sắp được đề bạt làm giám đốc nữa, rồi hư bột hư đường bao nhiêu năm phấn đấu của con. Con làm gì vậy? Nó rỉ hết rồi, bà tiếc làm gì, để con mang cho bà tư đồng nát. Bà không đi bán nữa đâu, để đó bà giữ làm kỷ niệm Minh à. Nó đã theo bà gần hết cuộc đời rồi. Lần nào ba cũng nói vậy, nhưng ba có bỏ đâu. Ba, cho con đi bán kẹo với ba. Ừ, thế lên đây nào. Hoan hô ba. Kẹo kéo, vừa dai vừa ngọt đây. Vào đi, đúng là nhà ông ngoại rồi mà. Bị đấy hả con? Ông ngoại, ông bị ốm à? Sao mấy đứa biết nhà ông ở đây? Chúng con thấy mấy tuần nay ông không bán hàng, nên con hỏi bà Năm bán nước ở gần đó. Nhà ông ngoại không có ai nữa à? Thế nhỏ ông ốm nặng hơn thì sao? Các cô chú ở trên thành phố cả rồi con ạ. À, thế xe đạp kẹo kéo đâu hả ông? Con trai ông đưa nó đi bán rồi. Chú không muốn cho ông đi bán nữa vì sợ ông bị ốm. Ông nhớ xe kẹo kéo quá nên ông ngoại buồn. Ông ốm đấy, thế từ nay chúng con sẽ đến chơi với ông nhé. Ừ, thế con rủ các bạn đến cùng. Ông chỉ cho các con cách làm kẹo kéo nha. Hoan hô ông ngoại, hoan hô ông. Này nhé, đầu tiên là chọn thóc nếp già, lựa những hạt to đều, ngâm thành mọng lúa trong vòng 5 ngày. Sau đó lại chọn mọng thật kỹ, rồi mang phơi nắng. Ủng hộ cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, Nguyễn Văn Ba. Bà vẫn giữ xe của ông ấy đây, con mang về đi. Tháng nào ông ấy cũng đi bán kẹo kéo, rồi dành tiền cho trẻ em khó khăn đấy. Ba ơi, chuột con ưa dựa dẫm. Chuột con ơi, về ăn cơm nào. Con đi chơi về mệt quá, mẹ múc súp cho con nhé. Con lại thế nữa rồi. Bây giờ con đã lớn phải ra ở riêng thôi. Con không ở riêng đâu, con muốn ở với mẹ. Căn nhà này quá bé, mỗi chú chuột trưởng thành đều phải có nhà riêng và phải tự kiếm thức ăn nuôi sống bản thân. Sao lại phải thế chứ?
Ai cũng đến lúc tự lo cho thân mình con ạ. À. Ngày mai, mẹ sẽ đưa con ra ngôi nhà nhỏ mẹ đã dựng sẵn. Con sẽ bắt đầu sống cuộc sống riêng của con. Đừng khiến mẹ thất vọng đấy. Từ nay con sẽ sống ở đây. Không có mẹ bên cạnh, con nhớ phải chăm chỉ làm việc kiếm ăn đấy nhé. Mẹ về đây. Mình quên mất, mình đã ra ở riêng rồi mà. Không có mẹ hằng ngày chuẩn bị đồ ăn nữa. Đói quá đi. Mình phải đi đâu để kiếm thức ăn bây giờ? Biết nhờ ai giúp bây giờ đây? Nhà cậu đẹp quá. Chúc mừng cậu có nhà mới. À đúng rồi, mình phải nhờ chuột xám. Có nhà mà chẳng có đồ để ăn thì để làm gì? Cứ đà này chắc mình sẽ chết đói mất thôi. Tớ biết một kho thóc, ngày mai cậu đi với tớ, tha hồ lấy thức ăn cho mùa đông. Ôi, thế thì tốt quá. Bây giờ chúng ta phải lội qua cái đầm lầy này để đến ngôi nhà bên kia. Nào, lên đường thôi. Nhanh lên chuột con. Hay cậu cứ lội qua trước đi nhé. Mình đang mệt, nghỉ một lúc rồi mình sang. Vậy mình qua trước đây. Đầm lầy bẩn thế này, mình không thể lội qua được. Mình cứ nằm đây đợi chuột xám đem thức ăn về vậy. Ôi, cậu đã về rồi à? Tớ đợi mãi mà không thấy cậu qua. Chắc tớ không lội qua đầm lầy được đâu chuột xám à. Tớ mệt quá. Nhìn đầm lầy đã thấy hoa mày chóng mặt. Chết thật. Hay tí về tớ sẽ ít thóc cho cậu. Cảm ơn cậu. Tớ chỉ lo đến vài ngày tới. Tớ vẫn mệt mà không lội qua được đầm lầy. Hay là cậu lấy giúp tớ một bao thóc có được không? Được chứ. Tớ sẽ lấy cho cậu một bao thóc để cậu dùng dần. Thế cậu ở đây đợi tớ nhé. Tranh thủ đánh một giấc nữa. Đợi chuột xám trở về nào. Cậu đã về rồi đấy à? Đấy, bây giờ cậu một bao, tớ một bao vác về nhà thôi. Bao thóc to và nặng thế này làm sao mình có thể vác về được? Cậu không thể vác giúp tớ được à? Tớ còn phải vác bao của tớ mà. Cậu đừng lo, vác bao thóc lội đầm lầy thì mệt thôi, chứ đi đường đất thì không khó lắm đâu. Nào, về thôi chuột con. Thôi, cậu về trước đi, tớ nghỉ một lát nữa rồi sẽ về. Vậy tớ về trước đây. Mình phải tìm xem có ai giúp mang hộ bao thóc về nhà không? Có ai không? Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Tôi là chuột con! Giúp tôi với! Giúp tôi với! Có tôi đây, chuột con! À! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có chuyện gì vậy chuột con? Mẹ ơi, từ nay con sẽ chăm chỉ kiếm sống, sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai nữa đâu, mẹ ạ. Thằng bé này hôm nay lạ thật. Nhưng nghe con nói vậy là mẹ mừng rồi. Ba người bạn. Giờ là đến lúc mỗi người chúng ta một đường rồi. Hãy luôn nhớ đến những tháng ngày vui bài kinh sử bên nhau nha các bạn. Phải đó, sau này người nào làm ăn khấm khá thì nhất định chúng ta sẽ lại tìm gặp nhau. Nhất định không quên lời hứa hôm nay. Tạm biệt. Anh chàng tên Tùng sau đó đã đỗ đạt và được bổ làm quan ở kinh đô. Bẩm ông, khuya rồi, mời ông đi ngủ đi. Ta không sao mà chợp mắt được. Nghĩ đến cảnh sắp gặp được những người bạn nối khố của ta, ta lại thấy bồi hồi, thấm thoát mà đã hơn chục năm rồi. Tấm lòng của ông đối với bạn thật là hiếm có ạ. Tuy Đỗ Đạt sống giàu sang, nhưng vẫn không quên cố nhân, thật đáng cho người ta kính phục quá đấy ạ.
Xưa chúng ta đã có lời giao ước. Mà ông ơi, mai chúng ta khởi hành có mang theo nhiều đồ đạc và người hầu không ạ? Không mang theo ai cả, ta sẽ đi một mình. Ta không muốn khoa trương mà chi, cán xá lính hầu làm chi cho phiền đến mọi người. Bạn bè sống với nhau, cái tình là trên hết. Ông, một mình ông đi nhỡ có chuyện gì? Khỏi cần lo cho ta. Và ngươi quên rằng ta cũng xuất phát từ lao động hay sao? Ngươi hãy ở nhà, trông coi nhà cửa cho ta chu đáo vào nghe không? Dạ thưa ông, con xin vâng lệnh ạ. Dạ, xin cho hỏi nhà anh Trúc ở đâu ạ? Đây, anh tìm đúng rồi. Trước mắt anh chính là nhà ông Trúc đó. Gia Tư nhìn rất lớn, thật là mừng vì bạn ta đã trở nên khấm khá hơn người. Ông Trúc thừa kế được gia sản lớn, lại biết tính toán và làm ăn giàu càng giàu hơn. Giờ đã thành nhất vùng rồi đấy. Chắc giờ ông bà ấy có nhà, anh vào đi. Dạ, cảm ơn bác. Trời ơi, Trúc, có phải Trúc đó không? Tùng đó à? À, đúng là Tùng rồi. Lâu lắm giờ mới gặp nhau đấy nhỉ? Thế mà đã hơn 10 năm rồi đấy nhỉ? Cả hai chúng ta đều đã khác quá. Đúng vậy, gặp anh, nghe nói anh làm ăn khấm khá, tôi mừng lắm. Thú thực với anh, mấy năm trước cũng đã định đi tìm anh em, nhưng ngặt nỗi cứ thất bát, mất mùa liên miên, nhà cửa ruộng vườn bị cầm cố hết, mới lấy lại được đấy. Cứ ngồi đây nghỉ nhé, để tôi và bà vợ đi xuống chuẩn bị bữa cơm, cũng trưa rồi còn gì. Đây, bạn ông gì mà nhìn nhếch nhác thế chứ? Sao bao năm quay trở lại tìm gặp ông, không biết là có ý gì, hay thấy người sang bắt quàng làm họ? Năm xưa có lời hẹn lại gặp nhau, nhưng giờ vật đổi sao dời rồi. Những lời năm xưa đâu có quan trọng gì nữa. Bà yên tâm, sẽ không có chuyện vay mượn hay giúp đỡ gì đâu. Tí nữa bảo bọn gia nhân không được lộ diện, để tôi mang ít cơm nguội và cà thiêu lên đãi khách. Nếu đây thực sự là nhà Mai thì khổ thân bạn ta quá. Có ai ở trong nhà không ạ? À? Vâng, tôi ra ngay đây. Đúng là tiếng của Mai. Sao bao nhiêu năm không gặp, giọng nói vẫn như xưa. Ôi, Tùng, đúng là Tùng rồi. Cậu thế nào rồi? Mình sau khi đi học về, cha mẹ quyên đi buôn, mấy lần đi làm ăn bị thua lỗ, quay sang dạy học á, thì bị ốm. Gia sản đều đổ cho thuốc thang hết cậu à. May bà có cô gái nhà lành thương yêu rồi đồng ý về làm vợ. Giới thiệu với mình, đây là người bạn thân thiết nhất của tôi. Từ ngày còn đi học trên kinh thành, từ dạo ấy đến giờ cũng có hơn 10 năm, giờ mới có dịp gặp lại. Vậy bác và mình cứ ngồi nói chuyện, tôi chạy ra chợ mua cái gì về làm cơm. Mình, có bao giờ mình đội khăn lùm tùm trên đầu thế kia đâu. Trời, sao mình lại... Ban nãy đi chợ không có tiền, tôi định hỏi mấy người quen, nhưng ai cũng không có. Nhân nhà hàng tóc giả cần bao mấy lọn, sẵn có mớ tóc dài, tôi liền bán đi. Nhà chúng ta nghèo, lâu lắm mình mới có một người bạn đến thăm. Tôi không đành lòng. Mình đã hy sinh cho tôi nhiều quá rồi. Thôi mà mình, tóc tôi rồi sẽ dài ra thôi. Cốt là thể hiện được tấm thịnh tình của chúng ta với bạn. Trời ơi, sao lại nhiều vàng thế này? Tôi rất tiếc và ân hận, đã không biết để ngăn chị nhà bán mái tóc quý giá. Nhưng nhờ thế, bà tôi cảm nhận được tấm lòng của cố nhân, xin tặng gia đình vật này. Xin cứ bán lấy tiền tiêu. Sau này tóc dài lại, gây dựng việc buôn bán. Vì bận việc công, nên tôi phải về phủ gấp. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Trời ơi, hóa ra cậu ấy đã đổ đạt rồi. Tôi mừng cho cậu ấy quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!